Nhá. Quạt này. Đang quạt này. Đang quạt này. Đang quạt. Một phát. Hi, xin chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube Tinh Hoa Võ Thuật. Mình là Vinh Kung Phu. Xin chào bạn gợi Anis. Hôm nay gợi Anis sẽ trở lại với các bạn trong một tập tiếp theo trong series gợi Anis. Bạn đã tập những bài trước chưa? Đó là những cái bài căn bản như khởi động nè, tập quật cô này, tập đảo cô này. Và hôm nay chúng ta sẽ tập một cái đòn nữa rất là quan trọng trong gậy Anis. Đó chính là đòn chọc gậy, chọc côn, hay còn gọi là thọc côn. Mời các bạn đón xem thọc gậy. Cái đòn chọc gậy là như thế nào? Là trong khi mà chúng ta chiến đấu gậy Anis thì quật là bạn biết rồi. Cây mà không quật thì nhẽ cây để múa à, đúng không? À có múa đấy nha. Múa thì chúng ta gọi là đảo. Này, loan này, đó. Quật là một, loan là hai, loan là nó nhẹ nhàng, mềm dẻo. Và một thứ nữa đó là thọc. Thọc này bạn thấy là đây gọi là thọc. Thọc gậy này, thọc côn này. Tay chạy vào đây này. Thọc là như thế này này. Bạn thấy này. Thọc nó cũng rất là nguy hiểm, đừng coi thường. Đang đứng mày thọc cho cây xịt nước ra liền ấy chứ, đúng không? Thọc dưới là nước trôi ngược vào trong. Các bạn nghe bài giọt nước mắt chảy ngược chưa? Đấy. Nếu biết trước anh thà không mơ, anh thà không yêu, thì giờ đây có bối rối cũng chỉ là quá đường. Ngày xưa nổi tiếng đó, thằng Nhày không biết đâu, nhưng mà thế hệ mình các bạn thì chắc biết rồi. Giọt nước mắt chảy ngược ấy đó. A few moments later. Này, chọc này, chú ý này. Này, chọc. Này. Ồ, chọc này. Rất hiểm, đang đánh này. Đang đứng này, không đứng đứng thủ hiên ngang coi. Ăn đập là phải hiên ngang, đúng không? Bất khuất. Này. Ta thấy mày khuất luôn rồi. Khuất bóng rồi này. Chọc này. Đứng yên nữa. Này, chọc này, chọc này. Chọc mặt này. Chọc này. Chọc này, lý thuyết là thế. Nói thật cho các ông biết này, đây là lý thuyết. Lý thuyết là chúng ta chọc như thế này. Đứng yên, đứng yên. Cầm cái đít ra đây. Lý thuyết là chúng ta chọc vậy. Nhưng mà thực tế là khi mà bạn muốn chọc được mạnh ấy, tay bạn phải khỏe. Đây, mình sẽ chỉ cho các bạn. Đây, là như thế này này. Đây, lý thuyết là chúng ta vậy, chọc này. Chọc này. Chọc này. Lý thuyết là vậy. Chọc này. Nhưng mà đụng vào thực tế, mình chọc mình biết liền. Mình chọc cái tay nó yếu, cái cây nó dài mà, tay nó yếu nó sẽ bị trượt qua một bên. Bảo đảm bạn thử chọc đi biết, kiếm cái đít thằng nào lấy cái thọc nhá phết, biết là nó trượt hay không à? Nó đấm không trượt phát nào này, cái thọc nó sẽ bị trượt, trượt cái đầu ra. Vậy thì làm thế nào để chúng ta khắc phục cái điều này? Chúng ta cầm hai tay, vậy là khỏi trượt này, này, cầm này vậy này, chọc, ui, rách, chết thật đi. Rồi, thôi không chơi dại nữa. Đây mình chọc nhẹ này, quên mất. Cái này sót lắm. Nhiều khi nhiệt tình quá hư luôn cái này. Đây các bạn cầm hai tay về bạn thọc. Này, chọc này. Chọc này, nguy hiểm lắm. Chọc dưới lên này. Đây đưa bụng này thầy chọc nhẹ này. Để chỉ cho các bạn hiểu này. Đứng đứng yên này, bạn này chọc lên. Một là chấn thủy. Cái này bạn chọc vào chấn thủy một phát thì thôi rồi. Mình bảo đảm 1 tỷ% luôn. Không ôm ngực khóc mới lạ. Khóc mà khóc không ra hơi luôn ấy. Tại vì chọc vào chấn thủy là chúng ta sẽ bị ngộp. Em bật đấm rồi một phát này. Họ hức liền. Đây này mình nói sơ sơ cho các bạn chọc này. Không đập nhẹ mà đừng có biểu diễn. Thôi mày muốn bị đóng phim được rồi đó. Bỏ đây xuống. Đây, đây là huyệt chấn thủy. Bạn nhớ nhá. Bình thường mình đấm nó đã phê rồi. Mà cái tiết diện của cái côn ấy nó nhỏ tí vậy này. Bạn thọc một phát thì nó còn thốn gấp 10, 20 lần cái vừa rồi đó. Này thầy chọc nhẹ ơi, thầy chọc nhẹ này. Không không không, đứng yên để thầy chọc nhẹ này. Đấy, cảm thấy gì không? Bỏ tay xuống, bỏ tay xuống này. Nhẹ này, đứng yên. Này, ra đây đừng có né lên này. Bỏ tay ra, bỏ tay ra, bỏ tay ra. Bỏ tay ra đằng sau này, chọc vào bụng này. Đó, cho nên á, theo kinh nghiệm của mình á, là bạn nên cầm hai tay bạn chọc, ok nhá. Rồi, hoặc là chọc, này đứng qua đây. Một là bạn chọc hai tay như vậy. Hai là bạn chọc từ trên xuống, này. Tự vệ cực ngon. Này, đứng yên, chạy vào này. Khi bạn tự vệ, bạn cầm này, bạn chọc này. Một phát một vào mặt. Bảo đảm là nhỏ không còn muốn đánh nhau nữa đâu. Khoan tay xin lỗi liền, làm liền. Cái chết rồi thầy.
khoanh tay. Em chưa trải sự đời. Mong anh thông cảm, đúng không? Bạn nhớ nhá, đây là kinh nghiệm của mình thôi. Còn thực ra trong gậy Anis là các bạn cầm cái côn như vậy. Bạn chọc, đây là lý thuyết nhá. Lý thuyết đây vậy, chọc này à, chọc này. Hoặc là chọc ngược này, bạn đứng đứng vào đấy. Cái hơi tí mới chạy nhỉ. Ngược này, ngược này, chạy đây, đây, này, quật này. Ngược này, bạn thấy ngược không? Nhưng mà đây là lý thuyết, còn thực hành ấy, chọc vậy nó khó. Chọc chúng thì ok, bạn rất là giỏi. Nhưng mà cái tay mình đó, nó khó nhắm lắm. Này, vậy, nó lại qua đây. Trái đất mình xoay tròn mà. Chọc đây, trái nó xoay qua đây rồi. Đúng không? Thì người ta lý sự vậy đấy. Hiểu không? Người mình đang đi tổng di chuyển mà. Chọc đây, đang căn đây, chọc nó né qua đây rồi. À, cho nên chọc phải nó khó. Bạn muốn tay bạn run á, bạn nên cầm hai tay thọc như một phát thì đi luôn. Bảo đảm. Đây, nói với bạn cho các bạn hiểu vậy thôi nhá. Để trong khi mà gậy Anis các bạn có thể quật này, loe này, và chọc. Bất cứ lúc nào bạn có thể cầm thọc nhá. À, còn thọc kiểu pizza thì từ từ mình đánh rồi ra ngoài. Rồi, ôm này đã luôn. Đó, cho nên á, trong gậy Anis nó rất là hiểm. Nhưng mà bạn lưu ý, mình cảm thấy cái đòn chọc này rất là hay này. Chọc xuôi này, chọc xuống hoặc là chọc ngược lên để tự vệ rất là hay. Này, bạn cầm vậy này, đánh đúng không, đánh đúng không, đánh bình thường. Nhưng mà khi chọc bạn rút chọc, đây là cái kinh nghiệm mình chỉ cho bạn nhá. Cái chọc này rất là mạnh, mình bảo đảm luôn, nó giống như dao vậy đấy, nó là sắc, nó là dao rồi. Mà nó rất là ghê. Bạn cứ chọc thử cái gì đi, biết biết bạn có cái gì nhỉ, bạn có cái bao đánh hay bạn có một cái đồ vật gì mà bạn chọc lùng nữa á, cứ cầm bạn chọc thử coi, rất là hiểm nhá. Cho nên với lại bạn đừng nên thử vào người thật nhé. Thử vào người thật nguy hiểm lắm. Chắn cái mặt ra, chọc vào mặt coi như gây mũi, lòi mắt là nguy hiểm lắm. Mình làm gì làm cũng phải có tình tí chứ, đúng không? Đánh vậy không được, cái này là nghệ thuật thôi. Rồi, bạn lưu ý nhớ nhé. Quật này, đang quật này, đang quật này, đang quật này, loe này, đang loe này, loe quật này, loe này, loe này, loe này. Và bạn có thể chọc, bạn có thể kết hợp, có thể kết hợp, chọc, chọc. Lý thuyết là vậy, nhưng mà lực như vậy nó không mạnh, lực vậy nó không mạnh nhá. Nếu mà đây là cái kiếm, cái dao á, cái dao nhọn á, kiếm nhọn á, hay là kiếm cái đầu nhọn á, bạn thọc vậy, thọc nhẹ vậy thì nó lọt vào người rồi. À, qua đây rồi nhá. Nhưng mà cái cô này mình chọc không được, cái cô này nó chỉ ực phát thôi nhá. Nhưng mà bạn lưu ý này, nếu bạn chịu khó luyện tập thì nó sẽ rất mạnh. Còn nếu một người bình thường á thì bạn chọc nó sẽ yếu. Đây mình nói người bình thường sẽ yếu, còn người tập luyện cơ